Mùa chay. Đây là thời gian dành cho Chúa, cho tha nhân, cho chính chúng ta. Thời gian dành cho Chúa, một thời gian 40 ngày sống khắc khổ, một thời gian thuận lợi, một thời gian để thay đổi, một thời gian để khôi phục sự tự do. Một thời gian thuận lợi để trở về với Chúa. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Thư 2 Côrintô chương 5 câu 20. Để gần gũi hơn với anh chị em mình. Nếu tôi cho đi tất cả những gì tôi sở hữu, và nếu tôi giao nộp chính thân mình tôi, nhưng không có tình yêu mến, thì tôi cũng không đạt được điều gì cả. Thư 1 Côrintô chương 13 câu 3. Để tìm lại chính mình, sự thật sẽ giải thoát anh em. Tin mừng Gioan chương 8 câu 32. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Tin mừng Matthew chương 10 câu 8. Thế nhưng chúng ta biết cho đi như thế nào nếu chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đã cho không chúng ta những gì? Nào là sự sống, sức khỏe, vũ trụ, gia đình, bạn bè, giáo hội, những tài năng của chúng ta. Ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Nhìn kìa, giờ là thời khắc thi ân. Nhìn kìa, giờ là ngày cứu độ. Thư 2 Côrintô chương 6 câu 2 câu 3. Hãy ngưng chạy trốn khỏi những vấn đề của chúng ta và hãy trở về với Chúa, nơi mà mọi sự khởi nguồn. Hãy trở về với Chúa để trở về với chính ta và với anh chị em ta. Chúng ta thường nghĩ rằng những gì ta có được là chỉ nhờ vào sức lực và nỗ lực của chính mình. Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong giai đoạn này, hãy chiêm nghiệm rằng mọi sự đều đến từ Người. Mọi sự đều là món quà chúng ta đã nhận từ Người mà chẳng hề đòi hỏi công đức của chúng ta. Nhưng để nhận ra điều này, chúng ta cần ánh sáng từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự mình làm được điều này. Vì thế, trong thời gian thuận lợi này, giáo hội đến giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta những vũ khí đầy uy lực là ăn chay, làm việc bác ái, cầu nguyện. Ăn chay, làm việc bác ái, cầu nguyện. Ba thực tế liên kết mật thiết không thể tách rời. Ăn chay mà không dẫn tới tiếp cận anh chị em ta và Thiên Chúa thì là vô ích. Cầu nguyện mà chỉ dựa trên những nghi thức và không có liên hệ với cuộc sống hàng ngày thì chẳng có ý nghĩa gì. Việc từ thiện mà không khởi nguồn từ một sự hy sinh hãm mình nào và không được hỗ trợ bởi việc cầu nguyện thì không phải là từ thiện đích thực. Ăn chay không những là thức ăn mà hơn hết là những thực tế mà chúng ta đang làm nô lệ cho, như tivi, điện thoại di động, vân vân.
Ăn chay là một dấu chỉ cho việc chúng ta là những con người tự do, không làm nô lệ cho vật chất, cho những gì không phải là thiết yếu. Ăn chay là một dấu chỉ cho việc chúng ta kiêng khem, lánh xa tội lỗi, những gì kéo chúng ta ra xa khỏi sự thật về chính mình, khỏi anh chị em và khỏi Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew chương 4 câu 4. Bác ái là tình yêu thương đầy tràn. Nó giống như một chiếc bình đầy và những gì chứa bên trong đổ tràn ra. Thứ chứa bên trong này chính là tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu cũng là sự thấu cảm, là sự tham gia vào tình trạng của người kia. Chỉ bằng cách đặt chính mình vào vị trí của người đó, ta mới có thể yêu họ, không phải theo cách của loài người, nhưng bằng cùng một thứ tình yêu như của Thiên Chúa yêu ta và yêu người đó. Bác ái, không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần, là nhận ra rằng chúng ta đều là con chung một cha. Vậy nên chúng ta phải sống như anh chị em, là bước ra khỏi cái vỏ của chính mình để mở lòng ra với người khác, là hiểu rằng chiếc bánh của ta phải được bẻ ra và chia sẻ với người khác. Cầu nguyện là lắng nghe, là thinh lặng, là đọc lời của Chúa và trả lời bằng cuộc sống của mình. Là một cuộc đối thoại đầy tin tưởng với Thiên Chúa là Cha, người luôn lắng nghe ta. Là lấy đi thời gian cho những việc vô bổ để đi sâu vào trong chính mình và mọi sự. Ở trong đó, ta khám phá ra lại con người thật của mình. Đây là thời gian để sống. Hãy trở về, hỡi người của ta. Hãy trở về với cuộc sống của anh em, cuộc sống thật sự. Trước hết, hãy tới suối nguồn phúc âm và uống. Nhờ đó, anh em sẽ nhận ra những món quà Thiên Chúa sắp đặt trên con đường anh em đi. Hãy làm cho sự dịu dàng nở rộ. Hãy chăm sóc các mối quan hệ tình yêu và tình bạn của bạn. Hãy chia sẻ những gì là con người bạn để làm cho người xung quanh bạn cũng hạnh phúc hơn. Hãy nhận ra lòng thương xót của Chúa trên bạn và sống với lòng nhân từ của người khác thay vì sự đánh giá. Chúng ta mong đợi một niềm vui bất tận và không thể xóa nhòa đến từ tiếng reo hò. Thiên Chúa đã sống lại cho bạn và cho tôi, đang sống vượt trên sự chết và là Chúa Tể của người sống và kẻ chết. Tiếng reo hò mà chúng ta sẽ nghe vào đêm phục sinh, đêm rực rỡ sáng như bình minh.
kính chúc mọi người một mùa chay tốt đẹp.